chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay bên cơ sở em vừa về cái một lô máy du chai 160, 140. Thì trên cái kênh bán hàng của em thấy có rất nhiều người hỏi em cái dòng máy du chai này. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video về em vừa về một lô máy rất là đẹp. Toàn máy nguyên bản nguyên chi tiết nhé anh em nhé. Thì cái máy này là du chai 160, 140 này là lắp trên con máy như con Trường Giang 8 tấn này. Tiểu Long 8 tấn này. Tiểu Long TMT ấy, 8 tấn này. Thì mà em sẽ làm giới thiệu để cho mọi người biết là nhiều anh em cứ hỏi em là có dòng máy này không, thì thực sự là bên em rất nhiều cái máy này vì em bán được vì cái dòng máy này, tất cả các dòng máy 7 8 tấn này bắt đầu nó đến thời kỳ nó bị hỏng rồi. Tương như máy 135 ấy, máy 7 tấn ấy, 135 ấy thì hỏng thì các anh em khác thường thay lên cái máy to này luôn, 135 thì thay lên máy 140, 160 này luôn nhé anh em nhé. Thì nó lắp chân bệ nó vừa như nhau luôn. Có cái là nếu anh em nào đang lắp cái máy 135 thì sẽ phải đủ cái bao cun, cái bao cun này thôi. Đủ thì nó lắp vừa nhau luôn anh em nhé. Nói chung là nó rất là đơn giản thôi. Thì cái dòng máy này là nó là 160 thì nó khỏe hơn, 140 nó khỏe hơn. Đây thì em giới thiệu qua anh em xem này. Tất cả những cái máy này em chưa rửa, máy này chưa rửa vừa về nhé anh em nhé. Còn nguyên zin hết tất cả gần mặt máy này, ốc mặt máy cái thứ còn nguyên zin. Nhiều anh em hỏi là em nào có máy có đẹp không thì em dám khẳng định là những cái máy này là em mua về để bán cho tất cả anh em thay lắp vào xe, thay máy nhá. Đâm là những cái dòng máy này em phải mua chọn lựa rất là kỹ. Máy phải cực đẹp em mới mua, vì mua về là đã xác định là những anh nào mua máy về để thay xe lắp vào xe ấy, là người ta không bao giờ quan trọng một vài triệu, biết là máy đẹp ưng ý cho người ta là được. Thì đây anh em xem những con máy này. 160 trừ 33 này, anh em xem này. Máy này là máy 8 tấn lắp vào Cửu Long, Trường Giang tất cả các loại đấy nhé anh em nhé. Đây anh em xem này. Máy chưa rửa nhá anh em nhé, hoàn toàn vừa về chưa rửa. Anh em xem bơm kim tất cả còn nguyên zin hết, những cái bao côn với ốc mặt máy này tất cả còn rất là đẹp và rất là mới. Thì đây em cũng giải thích cho anh em một tí là ví dụ như có hôm trước có một ông anh ở Bình Thuận hay ở Đắk Lắk ấy, anh ấy có hỏi em là cái máy của anh, xe của anh là xe 2 cầu, 7 tấn 8 tấn 2 cầu. Bây giờ cái đáy tắc te của nó là hướng về trước như con này. Thì nó sẽ không, nó bị chỉ, nếu mà anh muốn thay máy thì anh em tìm cho anh một con máy đáy tắc te nó về đằng sau. Thì như con này là sẽ không lắp được ở đằng trước, máy của anh đằng trước nó sẽ bị chạm cầu. Xe 2 cầu sẽ bị chạm cầu trước. Nhưng bên em là về có đủ tất cả các loại nhé anh em nhé. Ví dụ như con này thì nó là ở đằng trước thì nó chỉ là lắp được xe 1 cầu thôi. Như con này của em là cái đáy tắc te là sợ con này nó đáy tắc te nó vòng về sau thì sẽ lắp được cho xe 2 cầu anh em nhá. Lắp được cho xe 2 cầu này anh em này. Thì em có đủ loại đủ tất cả. Thì anh em nào cần thì chỉ cần alo thôi. Đủ tất cả các loại để phục vụ cho anh em nhá. Đây. Anh em xem như con máy này cực đẹp luôn. Anh em xem này, như con ốc. Con máy này nó phải đẹp hơn con máy hôm em bán cho ông anh ở Hà Lam rất là nhiều. Đây. Con này là tất cả còn nguyên zin hết này, ống xả thứ này. Ống xả vẫn còn trắng tinh này, chưa có dấu mỏ mà chưa bị khai thác nhiều. Anh em xem là những cái máy này là máy của nghĩa địa này, sự là nó giá trị là giá cái phần trăm của nó sử dụng nó rất là hiện tại là giá trị sử dụng phần trăm nó rất còn cao. Như tầm con máy này ấy, để cho em trong cái nghề buôn máy ấy, đối với em con máy này nó còn khoảng tầm 90% nữa, 90% anh em ạ. Vì tất cả máy nó còn nguyên zin hết, mò máy nó chưa rửa nhưng còn rất là mới. Nói chung là tất cả những anh em nào mà em bán cho những anh em nào ở xa hay ở gần ở trên mạng hay đến tận nơi mua ấy, đều người chứ anh em nào chê cả vì thực sự máy nó quá đẹp luôn. Nó khác một trời một vực mấy máy ở xe ở trong nước cắt ra nhá anh em nhé. Máy tất cả còn gì đây anh em. Đây là em chuẩn bị cho ra đây để lỗ khoảng 3 con để cho gửi vào trong Đồng Nai với trong Quảng Nam anh em nhé. Đây em vừa về đây. Đây anh em xem. Đây, từng con một, đây. Đang cho ra để cho anh em thợ rửa. Chưa đóng điện. Tất cả còn nguyên zin hết nhá.